Trần Văn Phong ở Nam Định có đặt câu hỏi như sau. Thưa thầy, do trước đây không có kinh nghiệm làm nhà nên nhà có thiết kế nhà vệ sinh đối diện với bếp. Đó. Em tìm hiểu như vậy thì phạm phong thủy, nhờ chương trình phân tích và đưa phương án hóa giải giúp. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ta. Cảm ơn anh Phong đã đặt câu hỏi đến với chương trình của Phong Thủy Thái Nguyên. Thì anh Phong là anh có chia sẻ với chương trình đó là do chưa có kinh nghiệm thiết kế trước đây anh xây đúng không ạ? Do đó rằng là hiện tại theo cái cục thực tế thì cái nhà vệ sinh đang đối diện với bếp đúng không? Chúng ta có thể hiểu rằng là cái cửa nhà vệ sinh nó đang mở ra bếp. Vậy thì nó có phạm phong thủy hay không đúng không ạ? Nhờ chương trình đưa ra phương án giải đáp giúp. Thế thì để mà rộng hơn đến yếu tố, chắc chắn một điều rằng là cái yếu tố là nhà vệ sinh mà đối diện với bếp này chắc nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến yếu tố là hòa hợp của gia đình anh, bởi vậy cho nên anh thấy vấn đề và anh đặt đến câu hỏi chương trình. Tuy nhiên mở rộng hơn nữa thì nếu như có cơ hội mà anh đo được hướng nhà anh bao nhiêu độ, hay nếu có cái bản vẽ trực tiếp cái nhà của anh Phong ấy, đúng không anh Tài? Thì anh Phong có thể liên hệ đến số 1900-292 bấm nhanh số 2 để mà gửi cái thông tin đến với chương trình và đội ngũ trợ lý sẽ tiếp nhận thông tin của anh để hướng dẫn anh, tư vấn anh cách chi tiết hơn hướng nhà anh đo là bao nhiêu độ này. Tiếp nữa rằng là cái bản vẽ công năng trực tiếp thực tế đúng tỷ lệ của ngôi nhà anh. Thì Phong Thủy Thái Nguyên sẽ nhìn thấy được cái cách cục thực tế nó bị phạm sát những yếu tố nào và hóa giải giúp anh. Ở đây rằng là một trong những cái công năng tiểu cục trong quá trình thiết kế mà nếu như không có cái kinh nghiệm liên quan đến thiết kế kiến trúc cũng như về yếu tố phong thủy chúng ta có thể gặp phải, đó là cái cửa nhà vệ sinh nó đối diện với bếp thì nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Trong phong thủy chúng ta biết rằng là chúng ta xét đến yếu tố cân bằng giữa âm dương và ngũ hành đúng không anh Tài? Đúng rồi. Vậy thì cái việc mỗi một công năng trong gia đình chúng ta thì nó đều mang yếu tố về bản khí khác nhau. Ví dụ như nhà vệ sinh chúng ta biết là ngũ hành thuộc thủy, trong khi đó bếp thì ngũ hành lại thuộc hỏa. Bởi vậy chúng ta có thể nhìn thấy ngay cái yếu tố, nếu như mở cái cửa nhà vệ sinh ra mà nhìn thấy ngay bếp thì yếu tố về thủy hỏa nó tương khắc. Thủy hỏa tương khắc, yếu tố về âm dương ngũ hành nó bị xung khắc ở đây, thủy hỏa nó tương xung nhau. Do đó rằng là cái việc trong gia đình mà yếu tố về khí nó bị xung khắc như thế, mà trong khi đó đặc biệt chúng ta phải xét đến yếu tố về mục đích công năng của cái bếp. Chúng ta biết rằng là trong phong thủy chúng ta hãy thường xuyên nói với nhau đó là phong thủy có ba cái yếu tố quan trọng trong việc làm nhà, đó là môn, chủ và táo. Môn ở đây chúng ta nói về cái yếu tố về cổng cửa, chủ ở đây chúng ta nói đến yếu tố là cái phòng của gia chủ, tức là phòng riêng gia chủ là phòng ngủ á, và táo ở đây là không gian bếp. Do vậy rằng là mỗi một cái yếu tố môn, chủ, táo thì nó quyết định bởi yếu tố vận khí và cát hùng ngôi nhà khác nhau. Chúng ta nói riêng về cái bếp đi, cái bếp là cái nơi mà nó tượng trưng cho sự hòa hợp của gia đình đúng không ạ? Chúng ta đi đâu đi chăng nữa rồi cuối cùng chúng ta vẫn muốn về với gia đình của mình, và không gian bếp là không gian mà tập hợp lại các thành viên trong gia đình ăn một bữa tối hoặc bữa trưa ngon miệng đúng không ạ? Chúng ta kể với nhau những câu chuyện vui. Bởi vậy cho nên cái không gian bếp là không gian tượng trưng của cái sự hòa hợp, tượng trưng cho cái yếu tố về sự đảm đang tần tảo của người vợ. Bởi vì rằng là cái bếp mà nó luôn ấm lửa thì chứng tỏ cái gia đình hạnh phúc, chứ bếp mà lạnh tanh ấy, là chứng tỏ cái gia đình đấy một là ly tán, hai là cũng không có nhiều thời gian dành cho nhau. Do vậy rằng là nó cũng nhạt nhòa đi yếu tố tình cảm, đó là điều chắc chắn luôn. Bởi vậy cho nên rằng là cái bếp mà luôn được ấm lửa ấy, thì chúng ta mới thấy sự hạnh phúc. Tuy nhiên ở đây rằng là cái bếp và cái nhà vệ sinh nó đối khẩu với nhau. Đấy, khiến cho cái việc thủy hỏa nó xung khắc thì việc này nó dễ dẫn đến cái yếu tố là vợ chồng xung khắc nhau và cơm không ngon canh không ngọt. Cái việc hòa hợp vợ chồng nó thường xuyên xảy ra việc khắc khẩu. Đấy, vợ chồng cứ nói một câu thì vợ lại đưa ra một ý kiến khác và vợ chồng dễ xảy đến cái việc khắc khẩu với nhau và không có cùng một ý kiến. Đấy, khiến cho việc hạnh phúc gia đình đôi khi nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Và nếu như cái yếu tố này mà chúng ta không có giải quyết một cách triệt để, tức là vợ chồng không hiểu hay yếu tố phong thủy trong gia đình không giải quyết cách triệt để, thì nó dễ dẫn đến những cái nho nhỏ nó tích trữ lại thành những cái lớn đúng không ạ? Và hạnh phúc gia đình cũng có thể là tan vỡ, thì điều này nó cũng bất lợi đối với gia đình mình đúng không? Bởi vậy cho nên rằng là hơn nữa một điều nhá, tiếp nữa chúng ta xét yếu tố về vệ sinh. Thì nhà vệ sinh nó là nơi mà thường xuyên sàn nhà ẩm thấp, rồi là ẩm mốc ở trong đấy vi khuẩn, mà nó lại khi mở cửa ra thì nó bay giạt ra phía bếp, mà bếp là nơi chúng ta nấu nướng thức ăn, thì khiến cho việc nó là vệ sinh nó không đảm bảo, nó dễ ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe đó. Do đó rằng là xét cả về yếu tố về ngũ hành khí hay là yếu tố về khoa học y học ở đây, chúng ta đều thấy rằng là cái việc bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau thì nó không có tốt, nó ảnh hưởng đến yếu tố hòa hợp và ảnh hưởng đến yếu tố sức khỏe trong gia đình mình. Do vậy rằng là về cơ bản cách hóa giải ạ, thì dĩ nhiên mà nói cách hóa giải đẹp nhất là khi ban đầu chúng ta xây dựng một ngôi nhà mới, chúng ta sẽ không để cách cục này xảy ra đúng không anh Tài? Đúng rồi. Nếu như ban đầu chúng ta thiết kế một ngôi nhà mới thì điều này chúng ta không thể để xảy ra được, với cái việc nó bị đối xung với nhau như thế này. Thì nếu như một người kiến trúc sư có kinh nghiệm thì sẽ không thiết kế như vậy. Còn nếu như nhỡ may thiết kế rồi, chúng ta buộc lòng hóa giải thôi. Cái thứ nhất đó là cái phần cửa của nhà vệ sinh thì tốt nhất anh nên đóng lại. Nếu như là cửa gỗ mà chắc chắn thì anh nên lắp cái tay co thủy lực. Lắp tay co thủy lực khi mà chúng ta mở cửa ra mà nó tự đóng lại, cái tay co nó sẽ đẩy ra, bởi vì là có thủy lực nó nén nước lại, thì nó sẽ đẩy ra khi mà chúng ta
buông tay ra khỏi cánh cửa, thì nó khiến cho cái cửa nhà vệ sinh nó luôn đóng lại, luôn đóng lại. Như thế thì nó sẽ giữ cho cái phần khí nó không bị thoát nhiều ra ngoài. Tiếp nữa thì anh Phong cũng có thể lắp cái quạt hút gió ở trong nhà vệ sinh để hút cái phần khí trong nhà vệ sinh ra bên ngoài, thì khiến cho việc cái nền nhà vệ sinh nó luôn sạch thoáng. Đấy. Rồi là tiếp nữa là anh nên lưu tâm là sử dụng những cái phương án vật phẩm hóa thủy mà anh có thể xử lý đến. Thứ nhất là anh có thể đặt trong nhà vệ sinh cái hũ bảo bình thủy. Với hũ bảo bình thủy nó được thiết kế bởi vì có đá thạch anh dương tính ở đấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc hóa giải âm khí của cái nhà vệ sinh rất tốt. Anh đặt trực tiếp xuống cái nền gạch nhà vệ sinh và đổ nước lại, đổ nước vào bên trong cái hũ đá đấy, thì thủy nó giật khí thì nó sẽ phát tán cái dương khí ra và nó hóa giải âm khí đi. Ngoài ra thì cái việc phần cửa của nhà vệ sinh thì tốt nhất anh nên dùng 3 cái đồng hoa mai, anh dán tại cái đường khuôn của cái cửa nhà vệ sinh theo thứ tự, đó là đồng thứ nhất mặt hình, đồng thứ hai mặt chữ và đồng tiếp theo là mặt hình, để hóa giải cái yếu tố trường khí, cái uế khí của nhà vệ sinh nó thoát ra. Thì đây là một trong những cái cách mà anh sử dụng thêm vật phẩm thủy để anh xử lý. Và nếu như mà có thể sử dụng thêm được những cái phương án dùng cây xanh chẳng hạn để mà anh hóa giải cái uế khí của nhà vệ sinh rất là tốt. Anh có thể sử dụng cái cây trầu bà để anh treo trong nhà vệ sinh, hoặc là anh có thể sử dụng những loại cây thủy sinh mà nó có cái khả năng thu giữ những cái uế khí như cây lan ý, thủy canh, hoặc là cây nhà đam hay cây lô hội ấy, thì nó sẽ giúp cho cái việc nhà vệ sinh của anh trở nên tốt hơn. Xin cảm ơn anh Phong, cũng như là chúc gia đình anh luôn có cái sự hòa hợp và anh nhanh chóng có thể hóa giải được cái trường hợp trên. Nếu cần sự tư vấn chi tiết hơn thì anh liên lạc đến số 1900 292, bấm nhánh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn thêm giúp anh về cái những vật phẩm phong thủy này. Xin cảm ơn anh Phong.